Chàng ơi, đang làm gì chổng vậy? Đang chuẩn bị cho chả anh. Tại sao còn che màn nữa? Đâu đâu? Chàng ơi, chàng nghi lắm nha. Thì chị em mới lại chị ơi. Dạ, chàng rồi sao mà nấu cơm mà đóng cửa rồi sụp màn dữ chân vậy? Đứa nhỏ đó ra là không kịp. Sao mấy đứa nhỏ ra là không kịp hả? Rồi rồi, cho mỗi năm là sao mà bạn anh nè, nữ thì nhiều lắm, nhiều luôn. Rồi giống như là bằng tuổi anh cũng có, nhỏ hơn cũng có nữa. Thay vì người ta lựa một bạn nữ trẻ hơn giống như là 5-6 tuổi đi, đặng giống như là cưng chiều đồ, sao không lựa? Em cũng muốn lắm mà em suy nghĩ mới dám quyết định. Ai nấu mặt ai chứ đâu có ai cho mình chén cơm đâu. Rồi chàng rồi. Ơi, chàng thật sự nói chắc chị hồi xưa chắc anh thiếu nợ chị hay gì. Là ai tu? Ba mẹ em tu mới gặp được đó. Chàng ơi, là ý là anh nói là ba nhờ ba mẹ anh tu anh mới gặp được cô vợ gì hả? Chàng ơi, ngộ ta đúng lý, em tưởng đâu là chị Ngọc tu dữ lắm mới gặp được anh chứ. Không mấy thôi, gặp toàn là dân gì đâu. À, có nghĩa là anh trải qua rồi hết rồi. Anh trải qua rồi biết bao nhiêu người, nó nói thiệt luôn á. Em nói thiệt tình luôn á. Già có, trẻ có, thằng Hà luôn á, ảnh á. Có nghĩa là những người mà giống như là họ chưa có từng trải qua. Dạ. Cho nên là họ cứ ngỡ đâu là đẹp vậy là giống như là hạnh phúc ha. Mình nhắm ăn được tiền của ai mình ăn hoài. Đảng. Em cũng có một bà lớn tuổi mà nhỏ hơn vợ em chút. Mà cũng nói chuyện qua lại rồi ở chung cũng có mà. Bữa đó tình cờ sao gặp điện cho trực tiếp em cũng cho gặp luôn. Rồi nói chuyện rồi chia tay. Ngày 50%, 50% cứ làm hoài. Chàng ơi, nói chung là có vợ như vậy là anh mừng lắm hay gì? Sao ngộ quá? Tại không có tiếc. Níu ơi, Níu ơi, có nhà không Níu? Có đây. Mở cửa coi. Chào mấy anh em mới lại nè. Chào mấy anh. Chàng ơi, đang làm gì chổng vậy? Đang chuẩn bị cho chả anh. Tại sao còn che màn nữa? Đâu đâu? Chàng ơi, chàng nghi lắm nha. Thì chị em mới lại chị ơi. Dạ. Chuẩn bị nấu cơm hả Níu? Nấu rồi mà chuẩn bị dọn ra hả? Chàng ơi, ngôi nhà của hai vợ chồng nè quý vị vậy? Chàng ơi, chàng rồi sao mà nấu cơm mà đóng cửa rồi sụp màn dữ chân vậy? Đứa nhỏ đó ra là không kịp. Sao mấy đứa nhỏ ra là không kịp hả? Chàng ơi, rồi bữa nay sao đẹp dữ vậy chị Ngọc? Bữa nay giống gái 18 á ta. Chàng ơi, thôi để em gắp máy cái ha. Dạ dạ. Cho em gắn cái thiết bị âm thanh cái nha. Dạ. Để em gắn bên chị đi. Chàng ơi chàng, anh mấy anh em đi ngang rồi thấy gì nói thôi ghé thăm chị Ngọc với anh Hiếu luôn. Xin lỗi. Ai kêu nằm đó. Xin lỗi nha. Không thấy. Cho em hỏi thăm này rồi hai chồng ăn cơm rồi sao lên đồ đẹp quá vậy? Cơm xong rồi tính dẫn vợ đi xuống bến kèo kiếm cho nó việc làm. Xin việc làm hả chứ không? Dạ em xin việc làm. Rồi mắt chị giống như là mờ như vậy đó. Dạ. Rồi mắt, rồi sao làm được? Mắt em bị nổi hột trắng trọng á, rồi kéo may em. Kéo may rồi. Lại với kệ, làm miễn về sớm thì em gắng cố gắng làm, còn về tối là em đi không được. Chàng ơi, rồi dự định là đi xin việc gì? Em kiếm cho vợ em đi rửa chén. Rửa chén gì cho người ta? Rửa chén phụ bàn rồi đó ha. Dạ. Lúc trước cũng có đi làm, mắt mờ quá anh không cho đi làm. Chàng ơi, nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, rồi sức khỏe mình không đủ đó, rồi ăn uống cũng không có đủ đó, rồi là làm sao mà đi mần mướn nổi? Gán, cũng phải gán đi làm. Chàng ơi. Kiếm bữa cơm, hai bữa cơm sống. Dạ.
rồi anh Hiếu đi theo dẫn vậy đó. Dạ. Anh đi theo anh dẫn nhớ, có khi không có nhớ nữa. Ừ. Điện ảnh anh lội bộ anh đi rước. Rồi bữa nay anh Hiếu có không đi làm luôn, đi xin việc cho vợ luôn hay gì? Dạ. Rồi nghỉ có sao không? Không, không có gì. Xin nghỉ chứ có xin không? Không, đi sát bên mà. Thấy gì chứ thân người thân, thương người thương chứ cũng xin phép rồi nha. Cho nó hợp lệ nha. Người ta thương, ông chủ thương, xin phép đồ cho nó lịch sự, hợp lý ha. Hàng ơi, không biết rằng xin được việc không mà thấy lên độ này bén ngót vậy ta. Rồi bà lên độ bén ngót vậy, rồi đi làm, rồi bà lên vậy, rồi bà tha kem, rồi bà tha son, rồi sao, cho đi luôn không? Cho chứ. Rồi ra ngoài, rồi mấy ông kia tới một chuyện thì sao? Rước được rước à. Thấy thiệt không nha? Mà. Sao thấy buồn buồn vậy? Đó, ai vô thế này mới thấy sao. Hàng ơi, chàng mới lên đồ cái sinh như 18 vậy ta. Chị Ngọc hồi xưa chắc giống như là ngoại hình chắc ổn lắm nha. Em hồi xưa là em 52kg á. Có chồng, chưa có chồng thì mập lắm. Có chồng rồi. Chưa, ủa? Em 52kg á. Ủa là chị Ngọc có một đời chồng rồi hả? Rồi bao lâu rồi chị Ngọc? Có mấy tháng à. Có mấy tháng à? Dạ. Rồi đến với anh Hiếu này là lúc đó là còn không? Không. Thôi rồi hả? Thôi rồi. Thôi rồi, em thôi rồi. Thôi. Như là dạng tá vô ở, tạm chứ. Rồi hai chồng có làm đám cưới chưa? À, anh Hiếu hay là... Anh Hiếu với chị á. Dạ. Dạ, rồi bữa nào mình tổ chức đám cưới một bữa đi. Cũng muốn cho đẹp lắm mà. Ừ. Thầy phép không cho. Tiền không cho. Cha mẹ không có, phải có mẹ thì kêu mẹ làm nhỏ nhỏ cũng được cho nở mặt nở mày với người ta mà. Này. Đúng rồi. Làm cái đám cưới đi đặng mình giống như là mình làm chủ cái nhà này mới được chứ. Không cho phép. Hồi xưa chắc chị Ngọc nhiều bạn nam lắm ta. Nói chung là chứ bạn bè nhóc chân á. Ừ. Lúc còn gái bạn bè nhóc chân á. Có cái tấm hình nào hồi xưa không? Dạ không, xóa hết rồi. Bỏ. Sàng ơi, vì là chị Ngọc hồi xưa em nghĩ chắc là cao gáo với ngộ gái lắm chứ không phải là bây giờ là U50 mà thứ gì vậy? U50 rồi mà bữa nay lên đồ cũng bén ngót rồi quý vị. Cái bộ đồ này là nhiều khi chạy xe Honda người ta bán đó. Là bộ nhiêu? 10.000. Bộ này hả? Người ta bán đổ đóng á. Đổ đóng hả? Dạ, rồi ảnh mua anh về thì em ít có bận lắm chứ người ta cho á. Nhưng mà sao em thấy mới chắc vậy ta? Bộ đồ nói chung mua đồ này không có túi là em không có bận. À. Không có bận, anh mua nhà mua đồ này không có cái túi. Anh thấy rẻ rồi. Anh thấy bông đẹp đẹp rồi, không nhịn gì hết trơn, rồi về em mán hoài vậy đó. Rồi bà đi xin việc làm, dắt bà đi rồi quyết định kỹ chưa nghe? Kỹ rồi. Tại vì em gửi vô mấy chỗ làm của em hồi xưa nó quen biết á. Ừ. Cũng... là chỗ cũng đi giao đá đâu đó ha. Dạ. Như lại rồi anh ơi có những người làm không có thì làm cái gì đó chỉ cho em. Chỉ phần cái nó vợ em không biết cũng chỉ đừng la nó thằng nghiệp nó. Em nhanh không. Ừ, thấy chỉ giống như là thấy thương chỉ là tại chỉ, giống như là tính chỉ hiền. Ừ, tính chỉ hiền ít nói. Thấy hả? Tối là lũng toan giống vậy đó hả? Bữa nay xuống còn nhỏ nhỏ chứ về bữa anh xuống lỗi trả. Dột rồi, ngày hôm qua mưa tối ngày nó dột nhiều đường này. Rồi rồi sao chỉ lên đồ bóng quá rồi sao anh em thấy anh sao mà giống Tấn Vũ quá chứ? Em bình đẳng. Mà anh nói đồ, người ta cho nè, người ta cho cái này là giặt này là đồ cho không đó. Nói rồi sao là... chị không lựa bộ nào bỏ áo quần đồ, cho anh? Đồ đó là có đâu có quần nào bỏ áo quần đâu. Quần lửng lửng gì không hả? Này của thằng heo cho đồ lửng lửng máng đó là đồ cho không, nói chung là em không nói chứ. Rồi cái áo này gách nữa là đi... đồ cho nữa anh đi chợ nước đá đó, rồi nước đá ăn bị gách đó. Không có cái áo nào lành lành đẹp đẹp sao? Đánh đi xin việc làm mà. Lành đẹp nó không có tiền. Rồi anh với chị không có xe rồi tính đi làm sao? Đi bộ. Hẹn từ đây mà lội ra tới ngoài đó sao nói? Đi bộ mà. Là đi bộ không hả? Dạ. Đi bộ rồi đi qua cầu xuống Bến Kiều còn mới đi đường qua xứ đậm qua cầu đi bộ. Chàng ơi, hai chồng đi bộ mà. Sát bên đâu mấy mười mấy cây sát bên đâu. Tại phải ra đi chứ sao. Tới quận đi quận về là ra gần 30 cây. Mà đi bộ mà nói sát bên. Không có xe gắn đi đâu. Mẹ vợ cũng rước vợ đi bên đó đi bộ đó chứ đi đâu. Ừ. À, chị Ngọc cho em hỏi thăm nè. Mình giống như là khó khăn thì nói chung ai cũng biết rồi. Dạ.
khó khăn là nó sẽ giống như là buồn. Dạ. Nhưng mà trong cái buồn có khi nào vui không? Hai chồng nè, hai chồng. Thì cũng khi em quên, thỉnh thoảng em quên thì nó cũng vui. Có cái gì vui kể em nghe coi. Vui gian lát rồi. Hổm ngày mình quay cho quý vị khán giả coi chuyện buồn không à? Lại, hôm nay quay chuyện vui coi. Thí dụ hỏi như hỏi qua vui. Lại ghẹo ảnh rồi giỡn. Nhiều gì thôi chứ cũng không có chuyện gì mà để mà em mấy. Một máy nhà tranh hai quả tim vàng nha quý vị. Máy nhà tranh hai quả tim vàng. Chàng ơi, như vậy là trong thường thường là trong những cái giây phút vui á, yeah. Là khúc cái có cái chuyện gì mà vui kể em với quý vị giải được biết thôi. Lúc mà lên vậy làm về đưa tiền cho vợ á. À khúc đó vui ha. Là đưa được nhiêu? 150. Rồi anh đưa nhiêu? 150. Rồi làm được có 150 đưa 150 luôn. Đưa hết cho nó về lo cơm nước. Rồi không bẻ lại 10.000 uống thuê pháo luôn. Bẻ 10.000 trừ khi nào đi xe mua đá. Mà đi mua đá đổ đá thì ta mua thì ta không bán. Rồi đưa hết cho chị Ngọc luôn. Đưa hết này mà bữa nào. Bữa thì đưa 100.000. Anh thì biết rồi, mỗi lần trao tiền cho anh là anh đưa cho chị không à. Làm mua giữ tiền hư. Ừ. Hàng ơi, rồi chị Ngọc cho em hỏi thăm nè. Như vậy á, nếu mà xin việc làm giống như là được á, rồi làm á thì chị Ngọc ở như vậy nè, rồi làm sao mà ổn định để mà mình có thể là làm công việc cho nó ổn định. Thì em làm ngày nào thì nấy ngày nấy, rồi em cầu mong cho cộng đồng mạng á, với mấy anh đồ giúp đỡ em được cái nhà trọ em ở rồi thì cho nó ổn định, cho nó ổn định. Giờ coi như là em quá khổ, việc làm có đang kiếm cơm qua ngày. Rồi cho em hỏi thăm nè, ở trong đây căn nhà là vừa đủ để cái giường à? Dạ. Rồi thí dụ như vệ sinh rồi sao? Dạ em đi nhờ nhà người ta. Dạ, tháng em phải đóng tiền. Em đóng không đóng thì người ta cắt rồi, điện người ta cắt rồi. Là điện bao nhiêu? 200 á. Tháng phải đóng 200 á. Tháng điện nước luôn 200. Tháng điện nước 200. Tắm rửa, điện nước luôn 200. Em sang rồi bây giờ cắt rồi sao tắm? Nước còn, đường nước, điện thì không cho xài nữa. Điện thì không cho xài? Dạ. Nước thì đi qua bên đó nước tắm? Nước thì cũng chuẩn bị làm cửa gạo cắt giờ, không cho đi. Tiền á thì em đóng, không có thì em hứa, bà không chịu. Có tiền thì đóng, không có hứa. Còn mấy bà lấy bằng keo dán cái cầu dao lại. Rồi em đầu tháng đóng 100. Nhưng mà chị là giống như là mắc mờ á. Dạ. Rồi như vậy nè, ở trong đây nè, rồi tối không có điện rồi làm sao? Anh chụp cái điện thoại, anh mở bóng đèn điện thoại lên cho em đi. Nó lấp lè rồi sao? Mò, dịnh đi ra. Chàng ơi. Chứ không ấy là bữa hổm đi đường bển té qua mấy lần rồi đó. Ảnh đâu có hay đâu. Bây giờ là giống như là chị nhìn con Na đi. Rồi chị thấy rõ bằng ngày đỡ, bằng ngày thấy mờ, còn bằng đêm là mờ dữ lắm. Mờ nhưng mà còn nhìn là biết nha, biết dạ, ở đó biết. Là có con Na đang nằm biết đó. Biết là né được. Dạ né được, giờ này là né được, còn bằng đêm là đạp tá lả luôn. Chàng. Đạp ấy là chợt té. Bởi rồi vì... điện thoại thì 1-2 tiếng này cũng hết pin. Rồi làm sao? Nó xài bật người xong rồi tối thì nào ngủ. Em lên đây rồi là anh tắt. Em lên điểm được rồi là anh tắt. Rồi hai vợ chồng ngủ thầm vậy đó. Dạ ngủ thầm. Rồi không có quạt gió luôn. Dạ không có gì hết. Rồi sao em không thấy có cái mùng ta? Có cái không mạng, có mùng, cái mùng không đó. Có mùng. Hả? Nhà không có mùng. Hàng ơi chị. Chỉ đốt phân mũi. Sao mà chịu nổi? Biết cũng quen. Chứ giờ đỡ hơn ngủ ngoài công viên. Chứ giờ anh đòn gì cũng mấy cái này cũng ấm hơn bên công viên rồi, cũng ấm dữ lắm bên công viên rồi. Chàng ơi, tôi yên dạ. Ở đây xung quanh là cỏ rồi cây rồi nhiều lắm quý vị. Tại vì ngang công viên nữa quý vị. Mà ngủ không có mùng mà ngủ nổi nè. Bữa hôm anh chưa thấy đâu chuột á, đêm nó chung vô á, nó bò chuột vẹt rồi vẹt dữ lắm luôn. Bò ngang mình em luôn rồi. Bò ngang mình em luôn á. Sợ gì đó, biết luôn á. Ừ. Chuột mang chuột em. Không lan nha. Là bò qua niệm luôn. Nó bò qua luôn á. Mà giờ nuôi mấy con chó đỡ rồi nuôi con này nè. Ê chàng. Rồi bây giờ là ở đây nhưng mà không biết là ngày nào đi. Đúng rồi bố. Mấy anh thương thì hai chồng được dạ, ở. Dạ. À, tới giống như là có đạt thì mình ta nói chú bảo vệ. Ừ. Là ở anh Khánh ra đây anh nó để nói một tiếng. Ừ. Rồi ở đi chừng nào mà cộng đồng mạng giúp đỡ thì đi. Nói chung là ở đây là nhờ địa phương thương. Nhờ địa phương. Cho nên là để hai chồng ở tạm. Dạ ở tạm nhưng thôi. Nhưng mà cũng thông qua sự giúp đỡ từ anh Khánh. Dạ. Ừ. Tại vì anh Khánh thấy giống như là hai chồng mình khó khăn vậy đó. Dạ, ha. Dạ đúng. Cho rồi. Cho anh ta thương nha. Bây giờ đuổi em ra đi, bây giờ cũng không có tiền đâu mướn. Rồi thí dụ như bây giờ tới đạt đi là phải đi đó.
rồi làm sao? Thì điện cho anh Khánh, rồi anh Khánh kiếm nói, anh nói rồi kiếm chỗ giờ ở. Nhờ đỡ bờ bụi thời gian nữa, chừng nào cộng đồng mạng giúp đỡ thì rồi đi mấy cái này chắc sao sách nổi. Gửi, em gửi. Gửi không? Dạ, còn có nhà trọ thì em sách về hết. Là lúc trước là trước khi mà có cái phòng trọ này nè, có cái phòng của bảo vệ để lại nè, là hai vợ chồng mình ở đâu? Em ở bên công viên đâu. Ở bên công viên đó, đó hả? Dạ, đâu có dám đâu ở. Rồi tối ngủ làm sao? Văn võng. Nó cái võng còn với người, người ta cho văn võng hả? Văn võng ngủ mình thôi. Người ta là không có gầy ha. Dạ không. Ừ, văn võng ngủ mũi rồi mình được, nhưng mà dựng cái liều lên được không? Không. À. Ừ. Coi như là ở đó là mấy năm? Cũng 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng ở gì đó? Nhất này là mua cơm về hai chồng ngồi bằng cái đá trước mặt anh đó ăn cơm. Không ngủ là phải võng thôi chứ không có giường. Nhà ơi, 6 tháng mà nằm võng không thì sao chịu nổi. Anh đâu nằm đâu. Hả? Em nằm anh lại anh đưa nào mòn mỏi nằm băng đá anh nhắm mắt một chút rồi anh đi làm mướn. Là chị ngủ võng. À. Ông ở dưới đất. À. Ông đưa. Anh đưa. Ông đưa tới sáng luôn hả gì? Anh đưa tới 4 giờ sáng luôn, có khi đưa tới 4 giờ là sáng. Là từ mấy giờ? 9-10 giờ mới nghe. 9-10 giờ tối. À. Mà chị lên võng chị ngủ. Ừ. Là anh nằm anh đưa cho chị là tới 4 giờ sáng. Đúng rồi. Là bao lâu trong khoảng thời gian bao lâu? Mấy tiếng hồ anh. Không, ý là kéo dài cái 6 tháng luôn á. 6 tháng vậy luôn. Dạ. Em còn cái clip quay kỷ niệm lại kìa. Có không? Chúc cho em ơi. Là anh quay là anh đang đưa. À, anh đang bên bệnh á. Anh quay là anh đang đưa chị hay gì? Em đang nằm võng đưa vợ em. Tại sao sao cưng vợ dưới vậy Trang? Tại vì ban ngày sáng mệt. Thưa quý vị dạ. À, một câu chuyện độc lạ có 102. À, hiện tại là chưa có ai làm được luôn yến nhé. Có nghĩa là cô vợ ngủ võng, à, người chồng sẽ là người đưa, mà đưa từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng, khoảng thời gian là kéo dài trên 6 tháng quý vị nhá. Cái này nói gì khó tin quý vị ta. Trên 6 tháng. Có video làm chứng luôn nghe. Hàng ơi, đắp cho vợ em coi hoài gì. Thôi được rồi. Chỉ đang nằm võng chỉ ngủ gì mà từ 9 giờ tới 4 giờ sáng như vậy đó. Rồi gửi bà con đi tập thể dục đồ đi ngang rồi thấy anh Hiếu đưa vợ gì rồi người ta nói gì không? Không. Người ta giỡn nhiều không? Khi, có ai giỡn chơi không? Không có, nhiều khi ta hỏi ở đâu mà vẫn ngủ con ở ngoài xa vô mà không có nhà trọ ngủ. Rồi họ có làm gì không? Có làm mà làm đá bên đây. Ừ. Mà có mình anh cũng làm à. Rồi vợ không có làm, nếu có vợ bệnh rồi đâu biết đâu. Rồi xây qua xây lại tháng này qua tháng nọ, ghét ông hai bà hai đây em thấy tội quá thôi. Kiếm đồ này kia nồi son chảo ông bà cũng cho. Mà anh cho em hỏi thăm nè, sao mà đưa vợ như vậy đó rồi tự nhiên cái đưa tới sáng luôn vậy? Nó đưa tới giờ anh đi làm à. Là 4 giờ? 3 rưỡi 4 giờ. Là, rồi sao tự nhiên đưa hoài vậy? Cũng được. Hay là cưng vợ? Không có, tại vì hai cái võng mà nhiều khi nằm lăn qua lăn lại không được. Vợ thì nó ngủ thấy thoải mái thì cho nó ngủ thoải mái. Đưa xong rồi ngồi trước nó bấm điện thoại. Ừ. Lúc trước xài cùi bắp. Vậy là anh không ngủ luôn? Không ngủ. Thức tới sáng luôn vậy đó? Thức tới sáng làm về bên của anh làm 12, 11 mấy rồi ngủ. Ừ. Ngủ được tiếng ngoài đó, rồi làm tiếp. Chàng ơi chàng. Thì anh thấy cũng vậy thôi, nó không la thôi, mệt mỏi, em út mệt mỏi thì ngủ. Thật sự mà nói sao mà em nể anh thiệt chứ. Thương vợ mà nhiều lắm ta. Nói được anh nói là thà đến được thì lâu dài chứ mấy ngày bữa. Ừ. Rồi thương anh thì em cũng cảm ơn anh bù đắp được gì đến bù đắp, nhưng mà nói cái đó là tiền ăn tiền uống anh lo được, nhưng mà tiền xài thì nó có. Ừ. Nhiều lúc có dư thì đưa cho nó vài chục xài, nhiều lúc không có. Ở tiền ăn không hết, chừng có 100 ngàn. Chị Ngọc đó, yeah. Ngoài công viên. Chị Ngọc cho em hỏi thăm nè. Rồi ảnh thì ảnh cưng chị gì đó. Ừ, chị ngủ không được thì sợ giống như ảnh sợ mũi rồi đó. Ảnh đưa chị tới 3 giờ mấy 4 giờ sáng. Rồi thí dụ như lâu lâu nắng trái gió trở trời đó. Rồi ảnh ốm nè. Ảnh ốm cái ảnh nằm gì rồi tới đó chị làm sao? Có đưa lại tới sáng không? Không biết, không, anh bệnh ít có biết lắm. Sao anh bệnh không có nói. Không anh nói bệnh, anh nói anh sợ lo, anh không có nói. Dạ bữa đó em hỏi anh bệnh gì, anh Hiếu anh nói. Nói chị mới không lo. Rồi lây lất trời cứu rồi cũng qua khỏi. Ừ. Nó hổng gài cũng ho xuống mũi, nằm hoài tối ngày luôn.
Hàng ơi, không uống thuốc men gì luôn. Thương vợ là sợ vợ lo lắng, dạ, cái là lo, giấu luôn, giấu. Định là giấu luôn. Từ từ nó lướt, anh lướt hết trơn à. Hàng ơi, cái này cho em hỏi thiệt nha. Kể từ khi mà về sống chung một mái nhà đó, dạ, rồi chị với anh như vậy đó, rồi ảnh có lần nào mà ảnh than phiền gì không? Than phiền chị á, giống như là sao tối ngày em sức kem nè, hay là sao tối ngày em bận đồ đẹp nè. Không, ảnh mua cho sức. Mua nữa? Tại hồi nhỏ lớn là em sức nó quen rồi. À, không có là cái mặt nó bị ngứa. À, rồi ảnh thấy hết là tự đặt mạng mua cái rẻ rẻ nha. Cưng vợ vậy đó, 200 là không có mua. Vậy là chị không có mua kem. Dạ không. Mà ảnh là người mua cho chị. Rồi cái rồi à, mà mới đây có nhỏ cái bên đem xuống nó cho 5-6 hộp kem rồi chất nóng rồi. Bây giờ anh sức rồi. Chàng nó cho. À, cưng vợ là lo cho vợ giấc ngủ nè, miếng ăn nè, rồi lo kem phấn đồ luôn. Tự anh mua. Đồ cũng mua luôn, chị không mua luôn. Dạ không. Chàng ơi. Chạy xe bỏ đá. Vậy đó, đưa đồ cái Phật đó rồi vô thử thì được, không được thì đổi. Ừ. À, chị Ngọc cho hỏi thăm nè. Ờ, cái điều mà hạnh phúc nhất á khi mà có người chồng trẻ nè đẹp trai là gì? Theo như chị á thì lo như lo ảnh thương thì mừng rồi, rất là mừng. Ừ, sợ như ảnh em mận người quen người này kia khác đào qua đấy ha, thì quen thì em cũng buông tay tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Ừ, ảnh muốn quen ai ấy thì thôi kệ, sẵn sàng luôn hả? Kệ, sẵn sàng nhường cho người đến sau luôn. Dạ. Tại vì mình ảnh suy nghĩ hết thương thôi. Ừ, dạ, không có níu kéo. Ảnh còn thương mình thì sống hết cuộc đời. Ừ, còn ảnh ấy thì buông tay. Nhưng mà cái điều hạnh phúc nhất là ảnh thương mình. Dạ, ảnh thấy anh thương. Ừ, mà từ ngày ảnh sống với anh tới giờ là ảnh không có ai hết. Có ngày nào không thương không? Không, không. Rồi rồi cho mỗi năm là sao mà bạn anh nè, nữ thì nhiều lắm, nhiều luôn. Rồi giống như là bằng tuổi anh cũng có, nhỏ hơn cũng có nữa. Thay vì người ta lựa một bạn nữ trẻ hơn giống như là 5-6 tuổi đi, đặng giống như là cưng chiều đồ, sao không lựa? Em cũng muốn lắm mà em suy nghĩ mới dám quyết định với ai nấu mặt ai, chứ đâu có ai cho mình chén cơm đâu. là ở nhà là đúc sao đâu, bữa đó sao đúc, kể em nghe coi. Thì anh gấp lên anh kêu em nấu đồ ăn, nấu đồ ăn nữa, nêm nếm nữa. Cái... có khi có bữa nào mà đúc nguyên bữa cơm, nguyên tô cơm luôn không? Dạ. Bệnh nguyên tô luôn. Bệnh có à. Em bệnh có, anh có. À, nhắm chạy cho mua cháo dữ lắm rồi nha. Bữa đó em bệnh chạy bỏ đá mà chạy đi mua hộp cháo về gót ra sẵn rồi kia em ngồi ăn rồi uống. Đưa cho em ăn rồi anh đi làm. Rồi bữa đúc là bữa đó bả nhõng nhẽo hay gì? Bệnh nhõng nhẽo ha. Bệnh hoài, nhức đầu chóng mặt hoài. Đúng rồi, em thấy chị yếu. Ừ, em bệnh hoài. Ừ, tại người ta không biết mà nói này nói kia với biết đi. Thí dụ như người ta nói trời ơi còn trẻ vậy mà ưng người chị vậy đó, rồi anh buồn không? Đâu rồi, mình còn hãnh diện đó là buồn. Sao vậy? Sao vậy? Kể em nghe coi. Có người khen ti lấy vậy lớn tuổi mà biết chăm lo vậy kia cũng được. À, còn đỡ hơn. Có bạc con ta. Có vợ trẻ mà không thương. Ừ, thì lăng nhăng này nọ. Lăng nhăng tại vì cái nắm bắt cũng chưa có. Bữa nào có đôi 30 thì đi chợ. Có vợ mới thẳng thằng thảo, không có vợ đi ra đường đi giao đá rồi gái dốc. Ừ, quen biết rồi nhân viên làm trong quán rồi nhóc. Đúng rồi. Dạ. Lúc đá này hay dúng đụng tới mấy em tiếp thị lắm mà. Với mấy em chạy bàn đó. Nhiều khi giỡn ai. Giỡn vậy thôi à, rồi thôi về với vợ rồi đó. Chàng ơi chàng, thật sự nói chắc chị hồi xưa chắc ảnh thiếu nợ chị hay gì? Ờ, là ai tu? Ba mẹ em tu mới gặp được đó. Chàng ơi, là ý là anh nói là ba nhờ ba mẹ anh tu anh mới gặp được cô vợ gì hả? Chàng ơi, ngộ ta đúng lý em tưởng đâu là chị Ngọc tu dữ lắm mới gặp được anh chứ. Thôi, là dân gì đâu. À, có nghĩa là anh trải qua rồi hết rồi. Anh trải qua rồi biết bao nhiêu người nó mới thiệt luôn á. Em nói thiệt tình luôn á. Ừ. Già có trẻ có thằng Hà luôn á, ảnh á. Có nghĩa là những người mà giống như là họ chưa có từng trải qua. Dạ. Cho nên là họ cứ ngỡ đâu là đẹp vậy là giống như là hạnh phúc ha. Mình nhắm ăn được tiền của ai mình ăn hoài.
đảng em cũng có, cũng có một bà lớn tuổi mà nhỏ hơn vợ em chút, mà cũng nói chuyện qua lại rồi ở chung cũng có, cũng có. Bữa đó tình cờ sao gặp chuyện cho trực tiếp em cũng cho gặp luôn, rồi nói chuyện rồi chia tay. Ngày 50%, 50% cứ làm hoài. Tràn ơi, nói chung là có vợ như vậy là anh mừng lắm hay gì? À, sao ngộ quá? Tại không có tiếc. Biết hiểu quan trọng nhau, tại ăn thua lần thua cái người mẹ nuôi sắp xếp. Nếu như mà bây giờ giống như là chị Ngọc sẽ giống như là bằng lòng bên anh á, rồi anh có giống như là đi cùng với chị là tới cuối con đường luôn không? Tới vậy. Tới cuối luôn. Một em nói là phải làm. Dù bất cứ giai nào, người lớn tuổi 50-60 tuổi sống từ hồi lúc mà bao nhiêu đó không biết, nhưng mà mình tò mò mình biết câu chuyện của người ta vậy mình có thể bù đắp được đó, phần nào bù đắp. Còn mà mình chưa quá khả năng bù đắp thì không có nói. Giống như là khoảng trống của anh thì được chị lấp đầy, còn khoảng trống của chị thì được anh lấp đầy. Hai vợ chồng như vậy là đắp được 60-70. Chứ chưa có giống như làm cho chị vui luôn chưa, ha. Chưa, nó hẳn là chưa có trọn vẹn. Cái điều ước lớn nhất của anh là điều gì? Em thì ước nhỏ xíu không lớn. Mong mời mấy anh với mình của cô chú bác mà kia giúp cho con hai chồng em là có ăn ở đi không có rộng được thôi. Hai chồng em ăn rồi em tạo có điều kiện này kia cho nhà vợ em nó bán buôn bán ở nhà hoặc là bán đúng số. Rồi với hồi xưa chị Ngọc kể là chị Ngọc bán trái cây đó, chắc biết cách bán rồi. Bây giờ bước ra cái gì cũng tiền, nhưng mà bán cái số em sợ chị Ngọc đi nổi không dán cái bơm đi vòng vòng ở đây vòng vòng ở đây nè, tại em nắm chắc. Anh Hiếu cho em hỏi thăm nè, như vậy á là đối với anh á là có được chị Ngọc trên cuộc đời này là tuyệt vời nhất rồi. Nhưng mà nếu mà anh nhìn thấy chị Ngọc giống như là cơm không đủ ăn nè, đi theo anh á là phải cơm không đủ ăn nè, ngủ bây giờ không có mùng nữa nè, rồi mưa gió là không biết chỗ nào đục mưa tránh mưa, tại vì đâu có biết ngày nào mình phải đi đâu, rồi cái lúc đó là nửa đêm như vậy là anh suy nghĩ gì điều gì? Suy nghĩ kiếm bạc của cũ rồi ấp lên tiếp. Có cái gì cao cao hơn xíu không? Suy nghĩ lúc đó chỉ là muốn là có mấy miếng bạc che lại thôi à. Hàng ơi đơn giản chưa? Đầu cao người kia không có. Tại vì cái hoàn cảnh này thì nó đâu có ước, ai không có ước mơ, nhưng mà ước quá thì chắc không có đâu. Tại vì em ước cũng đơn giản là đủ ăn là một, thứ hai là cho con vợ em nó có chỗ thoải mái người kia. Còn em thì sao không được. Anh thì sao không được. Miễn sao vợ có cái chỗ giống như là nghỉ ngơi chú mưa chú nắng ổn định là được rồi. Dạng ước mơ đơn giản vậy thôi. Rồi cho anh mở thăm nè, mỗi lúc như vậy đó rồi anh mệt quá rồi làm sao? Mệt quá rồi bấm điện thoại uống cà phê. Vậy là thư giãn rồi đó. Thư giãn rồi. Khoảng bao lâu là bắt đầu là quay trở lại thực tế? Tiếng ngoài xin tì chừng tiếng ngoài à. Là em, làm nhiều khi buồn câu này câu kia câu trang mạng xã hội ha, nhiều cái em cũng thư giãn nhiều đó đó, nó còn nhiều đó. Là coi như là lúc mệt quá, mỗi lúc mà giống như là làm suốt tháng đi cái mệt quá cái cần thư giãn, cái là chỉ cần ngồi làm ly cà phê cái lướt điện thoại chừng tiếng rồi xin tì chừng tiếng vậy đó là quay trở lại như cũ. Hồi đó tới hai chồng cái đi lại chỗ anh hai kết nghĩa nè, rồi trò chuyện rồi như thế, ngồi tâm sự rồi này kia, ảnh thẳng là hai chồng ảnh cũng thương hai chồng em á. Uống ly qua vậy ba cái ly mũ rồi kia tao cho đó, tao bỏ đó, ảnh lụm rồi ảnh đem lại hai cho hai chồng em. Đúng rồi, em lụm ve chai cũng được bổn không ra rồi ấy, giờ lụm hoài giờ bán 20-30, 40 là chị đi lụm ve chai luôn hả? Lụm vòng tao không ra em giấu á. Cho. Em giấu em đi lụm á, lụm ve chai em vòng hổm gài gom hổm gài cũng gì hết công trình có thương như cha có ông bà ông kết nghĩa cũng kêu cha nuôi nữa mà rồi ông chở xuống cái em ngồi lụm kêu... rồi có khi em xách cái bao em đi lụm vòng là cái bao đó đó hả? Cái này là bao đồ cũ người ta cho đằng lao ngồi trước ghế ha, lụm
chai lụm một. Em lụm một rồi sao bữa giờ chị không nói đặng mấy anh em biết. Quý vị khán giả cũng chưa biết nữa nè. Lụm dây chai nè, 2 bao dây chai, lụm mũ với giấy để phía ngoài á. Ừ. Để phía ngoài bên hông cũng được 2 bao nhỏ nhỏ rồi. Lúc hổm bán được 20-30, 30-40 có. Lâu lâu 2 chậu Nguyễn cơm phải liệu. Tại vì cho. Nhiều người lụm lắm đâu phải mình ơi, dạ, nhiều người lụm đã giờ nào nhỏ lớn đâu biết lụm dây chai đâu. Bây giờ khổ quá thôi ráng đi lụm. Hồi xưa là cỡ bao nhiêu tuổi là anh bắt đầu bước ra giống như là bước ra là đi làm ngoài đời với anh Hiếu? Em thì em đi năm 2000. 2000 là coi như cách đây 20 mấy năm mà. Ngày thành lập cầu Mỹ Thuận là em đi luôn. Chàng ơi chàng. Đi từ nhỏ như vậy đó. Rồi sao không ở đó. Với không ở cùng với cha với mẹ mà thì ra đời sớm vậy? Ở cùng cha với mẹ đó ngày tự lộn mà. Không hạt nữa. Họ. À. Họ lời chữ ba em hoài lúc đó em còn nhỏ không biết. Rù quến ba em ăn chay trường thì rù quến biết ổng ăn nhậu bê tha quá rồi ổng về ổng chữ mẹ hoài hả. Lúc đó em đang đi học. Vậy là xưa là ba anh ăn nhậu nhiều? Không, ăn chay trường thời gian rồi những kiểu cậu cháu bạn bè vui nhậu, vô vui, cái cùng vui ha. Vui viết rồi bắt đầu thấm. Ngày nào cũng nhậu. Tính sai về tối tụng kinh. Nó kêu xe qua em nói thôi khỏi tụng kinh. Phật không chứng đâu đừng tụng. Đúng rồi. Ba đọc làm sao mà có chuyện mà sáng đi nhậu chiều tụng kinh được. Mà mới hay. Tội nghiệp anh ha, thương ha. Chị Ngọc hồi xưa là chị Ngọc ra giống như là đi ngoài đường để mà kiếm tiền á, kiếm lo cho cuộc sống á là lâu chưa chị Ngọc? Lâu rồi, em đi 4-5 năm rồi. Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Em đi bán quán nào cũng có chứ. Quán cơm, quán nhậu, quán mạ lô, quán bán vé á. Em cũng có vô đó bán luôn nữa. Trời ơi. Em đi bán khắp thứ chứ. Là coi như là mình đã trải qua cuộc sống biết bao nhiêu rồi. Yeah. Rồi hai nửa trái tim mới gặp nhau. Rồi dừng chân tại đây. rồi chừng nào mới vào đây? Chắc không có giàu nổi, miễn có đủ ăn ngày bữa cơm, 2 bữa cơm là được rồi. Ngày kiếm 2 bữa cơm là mừng rồi. Dạ, chắc giàu, chắc không có giàu nổi đâu. Sống như vậy em mà mừng rồi đó. Ví dụ như đến một thời điểm nào đó là tự nhiên là mọi chuyện sẽ thuận lợi với hai chồng mình chứ. Không lẽ em thấy vậy là em mừng ổ gà hoài sao? Ngày 2 bữa cơm là em thấy em vui rồi đó. Ừ. Nói gì nói chứ cũng cố gắng lên nha. Dạ. Giữ trọn được cái hạnh phúc. Bây giờ như vậy đi, trước mắt là mình sẽ đi xin việc làm trước đi. Nếu mà không có thì hoặc là trong cái lúc đi xin việc làm mà được Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ mà tiền vốn bán giấy số á. Dạ. Thì lúc đó thì mình sẽ bán giấy số. Dạ. Đặng cho có thời gian đặng lo cho nhà cửa rồi nữa. Dạ. Ha. Dạ. Ừ. Chứ còn mà nếu mà chọn vào công việc rửa chén em nghĩ chắc cũng không được bao nhiêu tiền đâu. Chắc được 5-30. Tùy theo quán, mà tùy theo muốn giờ cũng có, mà tùy theo muốn tháng cũng có, mà muốn trả tiền từng cũng có. Mình vô mình thu mình nói chuyện với ta thật lòng rồi cái gì cũng được. Ừ. Thôi như vậy để mấy anh em sẽ cố gắng. Yeah. Giới thiệu hoàn cảnh của chị Ngọc với anh Hiếu nè. Yeah. Đến được với Mạnh Thường Quân. Rồi quý vị Bồ Tát á, cũng như là họ phát tâm đến đâu, mình đủ duyên với vị nào thì vị đó sẽ hỗ trợ cho mình sau này ha. Yeah. Ừ. Thì em cũng nguyện cầu mong sao á cho hai vợ chồng á thì trước nhất á là 100 năm hạnh phúc ha. Rồi ngày hôm nay đi làm thì sẽ đi xin việc làm á thì sẽ có nhiều cái tốt đẹp ha. Dạ. Anh Hiếu ơi. Dạ. Thì ngày hôm nay mấy anh em ghé xuống thăm á thì cũng có đi quay ngang cũng ghé lại thăm hai vợ chồng rồi thôi thì ngày hôm nay á em có mấy anh em của em nè có một chút tấm lòng ha, là từ cái này là của mấy anh em sẽ gửi cho hai vợ chồng là 500 ngàn, hy vọng gần với 500 ngàn này có thể mua gạo cũng như là mua một ít thức ăn đồ dùng ha. Dạ em xin gửi anh em. Dạ chị. Dạ em cảm ơn cộng đồng mạng và mấy anh giúp đỡ em mừng, rất là mừng. Miễn sao mà hai vợ chồng cố gắng lên. Dạ. Em thấy được cái tình cảm mà cũng như là cái sự yêu thương á. Dạ. Của hai vợ chồng dành tặng cho nhau á. Dạ. Thật sự là mấy anh em rất là khâm phục luôn. Dạ. Vì hiếm có người mà sống trong cái khó khăn cũng như là như vậy đó mà có thể giữ vững được cái tình cảm á.
cũng như là giữ vững được cái hạnh phúc trong cuộc sống á, thật sự là rất hiếm luôn. Cho nên là em thấy được cái cảnh này, mấy anh em rất là thương. Cố gắng giữ vững như vậy nha em Thiếu ha. Dạ. Ừ, quên nữa, vậy cho em hỏi thăm nè, rồi dùng bột cải đen rồi sao rồi? Giờ dạ, cơ thể sao? Cũng 5-6 ngày rồi. Dạ, được, ngủ ngon. Ngủ ngon. Dạ, mà ăn giặt nhiều. Ăn giặt nhiều là sao anh Hiếu? Ngủ ngon là sao, ăn giặt nhiều là sao? Tối em vô là em ngủ à. Tối ăn này ăn kia. Ừ. Thèm rồi, đợi động rồi, lấy nấu ăn à. Ừ, chứ mà không có cần năn nỉ ăn nữa nha. Bữa nay là ăn được rồi. Nó chơi năn nỉ rồi. Ăn ngon ngủ ngon. Dạ, ngủ rồi, ngon rồi. Lắm, em chiều tối là... Rồi là ngủ với em luôn á. Ngủ ngon lắm. Mấy đêm nay là ngã xuống là bắt điện thoại chút rồi tắt điện thoại là ngã ngang ngủ rồi. Nhưng mà quan trọng cho em hỏi thăm nè, đau quay cái cổ rồi, đau đầu gối đồ này nọ kia đó. Đỡ rồi. Sao rồi? Đỡ. Đỡ nha. Dạ. Rồi đỡ. Mắt có đỡ không? Dạ không. Chưa ha. Dạ chưa. Nhưng mà đau nhức xương khớp cũng như đỡ. Là đau đầu gối, đau quay cái cổ đỡ, rồi. Đỡ, đỡ. Dạ, nhức thì đỡ lắm. Còn nhiều không đâu em coi coi. Dạ dùng... còn. Tại vì muốn nên mà. Còn anh Hiếu sống không dùng? Còn nhiều nè. À, mới giật có... Tại em muốn Hà Tiện uống có một ngày có một lần nè. Sao không dùng hai lần đi? Hai lần sợ đói. Sợ hết. Sợ hết. Nói chung á, cái này nó cũng hỗ trợ cho mình nhiều lắm. Dạ. Cho nên là rất là tốt. Dạ. Chị cứ dùng đi. Rồi khi nào mà gần hết thì đừng có sợ, đừng có ngại. Điện em hoặc là nhắn tin cho em. Dạ. Nhắn tin trước cho em vài bữa gì đó. Ừ, nói chung là bây giờ là sức khỏe là ổn định nha. Dạ. Ừ, như vậy cũng mừng ngủ rồi. Ngủ ngon lắm. À, nói chung là sợ nhất là cái đau nhất. Dạ. Ừ, đau nhất là ngủ hoài, khó khăn. Nhưng bị nhức đầu chóng mặt hoài. Ừ, rồi bây giờ là đỡ rồi. Đỡ rồi. Dạ, đỡ nhiều tại vì mới có mấy ngày cũng đỡ. Mấy ngày là thấy hay dữ lắm. Dạ. Rồi đó. Cũng hết cái này. Ngủ dở ngon 3-4 ngày. Đúng rồi, 3-4 ngày mà ngon rồi đó giờ luôn á. Là thấy khỏe như vậy là mừng. Dạ. Rồi. Vậy là cơ địa chị hợp với bột ngải đen rồi đó. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Thưa quý diễn giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì bây giờ Ngôn chắc xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý diễn giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào.